Chào quý chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. À, bữa nay thì gia đình Nam tiếp tục bể xài. Thì hôm nay cũng tranh thủ mình làm ít cơm xong rồi cái mình dở ra giường rồi sẵn mình bể xài tới chiều luôn. Hương chào cả nhà nha. Bữa nay mình ăn cơm ngoài giường nha cô chú anh chị. Sáng nay thì mẹ Nam đi chợ cũng mua được ít khổ qua gừng nè. Cái trái này cháu Nam này lâu lâu thôi mới thấy có bán. Hôm qua đó ăn đắng. Đắng. Không đắng dữ luôn nhưng mà không, nó đắng ngang ngửa vô qua mình à. Nhưng mà thằng này nó giòn hơn hủ qua mình. Nó giòn hơn. Hủ qua này ha mà chèo chẻ ra rồi ha, mà chèo ngâm nước đá một cái ha. Giòn. Ăn liền luôn. Không bia được. Thay tạng với gì chèo bông á. À, cái món đó thì người ta hay chấm với nước thịt hoặc là khô chân hoặc là mắm chân. Thì bữa nay sáng do là mấy anh em hổm gài cũng ăn thịt ăn cá quá trời nên là bữa nay Hương mua con khô cá chép nè. Khô này hồi nó còn sống nó cũng bự lắm nha cả nhà, mà mình người ta phơi khô lại thì nó còn nhỏ. Với mua miếng thịt ba gọi nè để mình chưng. Với này là dưa mắm của nhỏ em thứ tư của anh Mập. Mua đem về ngoại để ăn rồi em nó thấy ngon nè nên mua cho Hương một bọc. Bọc này chắc cũng cỡ hơn ký. Chứ bên đây là mớ bồn bồn. Bữa nay toàn là đại hội mắm. Bồn đâu? Dưa. Dưa môn mới bồn. Dưa môn nè. Lâu quá cũng không ăn dưa môn. Bông bông súng. Dưa môn này là cái loại bông mứa. Bà con mình đi cắt về xong rồi quết ra rồi nước cơm do mình á. Ủ vô cho nó có chất chua nè, rồi tỏi ớt. Ta bán gì về cái mình trộn lại mình ăn. Không, hai còn chèo đi săn bắt mới có mấy bữa mấy bạn nó ăn cá quá trời. Không có ngán nhưng mà đổi món thèm. Món này ngon. Thèm khô. Khô mắm chân ngon. Ăn có này có kia ha. Ừ. Ở đây cũng xài nhà Nam đợt này nó hơi nhỏ hả ta? Đâu, bự hết rồi. Mấy trái xài đó tại nó hơi cốc rồi mẹ thấy cưng mẹ lấy về. Rồi ăn chơi. Tí tí xíu ra giường là Nam quay sòi cho cô chú chị xem nha. Hôm nay bẻ cũng mấy trăm ký cũng được cô chú khán giả ủng hộ rồi gia đình bẻ cũng nhiều rồi giao cho thêm bạn hàng Sóc Trăng nữa. Đợt này thì cũng có ít rồi cả nhà, thì hổm gài cũng được khán giả ủng hộ. Hương gom đơn người thì 10 ký 20 ký 30 ký gì đó. Rồi Hương gom bữa nay chắc Hương quán cho khán giả được khoảng 200 kg á. Thì chút xíu nữa thì nhóm đi ra ngoài bẻ luôn. Thì cũng quay cho cả nhà mình xem cái thu hoạch xài của nhóm đợt này luôn đó. Thôi chắc anh nghĩ một hồi anh em đi ra ngoài bẻ trước, em muốn liễu nhà nấu đi. Em đợi bẻ nấu ăn rồi lâu. Thì mấy em có đi nhà hỏi em làm gì vậy. Ăn cơm ngoài giường mình ăn cũng ngon á. Tại vì bẻ là tới chiều luôn cô chú anh chị. Sòi cũng là chín cây ha. Cô chú anh chị nào mà mua sòi bên Nam ăn rồi là chắc chắn thì sẽ biết cái thương hiệu. Nam nhận được nhiều phản hồi lắm, nghe mẹ Nam nói chuyện điện thoại nè. Nói mấy cô ăn khen. Nói chung là mấy chị với mấy bạn mua của Hương là do là cũng mua nhiều lần rồi cả nhà. Xoài của Hương thì nó ngon mỗi đợt luôn, nhưng mà có cái là nó tùy theo mùa. Mùa nắng thì trái nó hơi gấm, mùa mưa thì trái nó hơi to. Nhưng mà đợt này mùa nắng mà trái lại được to tại vì nó cho ít trái cho nên là nó dư sức nuôi á, nên đợt này được trái to. Nãy nhà nha, bạn thôi cái ở nhà ngon là ngon. Ngon. Bao ngon luôn đó. Miếng dưa mắm nó ngon đó xã nha. Dưa này nó giòn dữ lắm luôn nè. Cái này là người ta làm bằng trái dưa gan á cả nhà. Không có làm màu nhiều nữa. Trái đậu gần cũng ngon nè. Đậu gần đó thì nãy em về em ghé xin tiêu tèo. Cái này có món đậu gần rồi em Mập ăn giùm chị Thủy Tiên 10 trái đó nha. Chị nhắn 10 trái thì nhiêu đó, 10 trái rồi nè. Ăn đây thì thiếu em vô tèo em để nữa. Chị Thủy Tiên cũng mới nhắn tin cho Hương là đỡ sữa gì cho bà cồ. Này chắc cỡ khoảng như vậy, dài hơn nữa tới. Này là đường với bột ngọt đây cả nhà. Mình ớt miếng gì đó, một chút nữa là mình để khô vô. Cái này là gừng nè. Gừng. Nó lộn ghiền. Gừng. Chiều lại ít ngồi mình để trên mặt. Cái này là củ hành tím mà Hương cũng bằm nhuyễn nè. Mình ớt vô thịt đó cho nó thơm. Tiêu. Cho miếng tiêu vô. Chiều một chút rồi để trên mặt. Và mỡ. Mỡ với chất mỡ. Cái này là bỏ khác vô.
mình chọn nó cho đều rồi mình mới để khô vô. Tôi cá này nó mặn dữ lắm nè. Mẹ cạo dữ lắm, mình cạo rửa nhiều á, trụng nước sôi á nó bớt mặn. Nhưng mà lạc quá cũng không ngon con ơi, mặn mặn vậy á. Mình gấp mấy miếng khô mình để vô khô, không cũng cạo rửa rồi để cá. Bắt thịt luôn. Mình cho miếng nước sôi vô. Nước sôi vô. Mình cho nó có nước nước đặng mình chấm đây nè. Ủa, khô mình chừng nãy giờ cũng chín rồi đó nha. Giờ cơm chuẩn bị đi nha, cô chú chị. Chuẩn bị đi giỏ cơm. Hấp dẫn rồi. Phúc của cha Nam này đi rồi nãy hả chứ. Nãy giờ chị với Hương cũng chuẩn bị chén đũa rồi. Cơm rồi xong hết. Nút chứ cha chắc đói dữ. Đói. Thấy vậy chứ làm cái món này bữa nay nhanh nhanh đi chứ làm cũng mắc cũng tính mấy luôn. Đợi. Phải chiên nhóc, chiên khô như vậy là chiên cho nó lâu, cho cái thịt nó thấm nó mềm. Cô chú anh chị xem kênh thời gian lâu cũng quen với cái con đường này ha. Đường đi ra vườn của gia đình Nam. Đường này chắc cô chú anh chị thấy không lâu nữa đâu. Tại vì Hương đã xài lần này, Hương trả vườn lại cho chủ vườn rồi. Hết hợp đồng rồi. Hết hợp đồng. Không có mua nữa. Có thấy là cho thấy bên hai chú miền Tây á. Hai chú miền Tây thỉnh thoảng chắc cũng có đi quay con đường này. Ủa vườn xoài trong bà cô, bà tổ nữa, bà cô nữa, nhưng bao lâu hết? Còn 2 năm nữa. Vườn ở cổng mua sau, vườn này mua trước, vườn này mua 5 năm rồi. Đó tháng 5 rồi là hết hợp đồng rồi nè. Trả lại cho chủ vườn rồi. Là do là mắt của anh mập bệnh. Không có xịt được nhiều nữa nên không có mua nữa. Xoài cái này bự mà đẹp dữ vậy ta. Ừ, vậy. Bự mà đẹp nữa cô chú anh chị. Còn mùa nắng. Chứ nó thưa trái á, mùa này nó thưa trái cả nhà. Trái nó to vậy nè. Già lắm rồi đúng không? Nó cầm ơi nó. Nặng dữ lắm. Sao anh cầm biết nặng đó. Cái này 3 trái 1 kg vậy. Hơn đó con. 3 trái hơn đó. Cái này là khán giả hỏi là mấy trái 1 kg. Thì Hương trả lời 3 trái chứ nhiều khi 3 trái hơn 1 kg nha cả nhà. Mình nói mình chuyện heo. Bẻ bao nhiêu xài già đây mà bao nhiêu xài chín rồi cả. Cả nhà thấy nó muốn kiểu 5 năm rồi đó. 50 50 rồi đó. Sợ chín nha cô chú anh chị, chín cây. Giờ đi lại đây, sòi dưỡng út với cha Nam hải sòi nè. Trời đất lâu xa. Nhưng mình chào cả nhà mà cả nhà ăn xoài chín cây. Trời, ngon ghê không cô chú anh chị. Để ngon cà béo để nó xúc đi. Chín rồi, cái chín là nó ốp rồi. Dạ. Cô chú anh chị mà mua xoài của gia đình Nam á, thích ăn sống cũng có, mà chín chín vừa tới cũng có. Mà xòm cũng có nha.
cây á, mà nếu mà chín cây á đừng có để cho mùi quá nha, sồng sồng ăn mới ngon. Còn mới ngon. Còn chín cây là mình ăn cơm thì nó ngon, ăn khô rồi đó. Tháng này như vậy đó, gán cho tầm cái nửa tháng nữa mưa. Cố tháng này mưa. Chín hết. Thấy cũng bộn bộn rồi đó, chưa giác. Thôi mùa này là cô chú anh chị là mua như ý luôn đó. Nó đẹp mà trái nó to à. Mà nó rất là ngọt nha, mùa nắng này là cực kỳ ngọt, bao ngọt. Xài thì mình làm bông thì nó ra bột lửa cả nhà. À, tuy rằng nó chưa chín nhưng mà trong ruột là nó dài dữ lắm mày. Mình gửi tới nơi là nó cũng chín đó. Mình bẻ là phải chịu cuốn gì nè cả nhà. Nó mới đẹp cái trái xài thôi, nó dính mũ không, trái xài nó xấu. Trái này chín rồi. Trái này vậy chín. Hình giờ mà chín đó. Như ý luôn ha. Cô chú anh chị thấy nó sần sần vậy chứ không phải đâu nha. Ở trong ruột nó vàng rồi đó. Nó vàng chín trong ruột chứ. Nếu mà cô chú anh chị sòi này á, mình vừa tới với mình bẻ, mình mới gửi đi xa được. Nhưng mà tới chỗ là cô chú để anh chị muốn ăn chín để vài ngày hôm là nó chín rất là ngọt. Có một chị khán giả cũng có mua sòi ủng hộ. Rồi gọi điện nói là gửi sòi già thôi nha. Đặng chị lên tới nơi chị ăn từ từ chứ nhóm gửi lên có một số chín phân nửa vậy. Để ăn không kịp. Là cả nhà mình biết xài mình nó già cỡ nào luôn á. Tại vì có một số cô chú anh chị thích thì chín. Thì gia đình Nam thì cũng trước khi bán nó cũng hỏi. Ví dụ như mình cần xài chín với xài sòn sòn thì mình gửi thứ ít ít gì đó. Cho gửi lên tới nơi thì cũng có sòn ăn liền. Phương bán thì cũng đáp ứng theo cầu của cả nhà. Thì cả nhà mình thích xài như thế nào thì Hương sẽ gửi như thế đó. Người thì muốn có vài trái chín để lên ăn liền, người thì không muốn chín lại gì về còn biếu cho bà con. Cho nên là mình phải làm theo yêu cầu khán giả. Cái xài này đẹp quá nha. Dạ, vừa tới em hỏi nha, anh có mệt không? Vậy giống diễn quá thế nè. Tự nhiên anh có mệt không? Đây khán giả nó ô cô Hương diễn quá. Sống thật đi. Sống thật đi. Có mệt không à? Lấy nước cho anh uống rồi. anh ăn cơm với anh. Nói Hương nói vậy thì anh Mập nói ngọt chứ anh Mập muốn gãy cái lưng. Mà Hương không hỏi thì anh Mập nói sao ra không hỏi mệt. Biết ở làm sao thì vừa lòng nữa. Để có hỏi gì nữa cũng vậy thì bắt cỡ thôi. Sao? Mới ra nói anh ơi anh. Mẹ sót chán. Mới ra anh chị. Chỉ chở anh lắm. Cái này mình để bẻ hết cái chỗ này xong là lại đẳng mình ăn cơm nha. Giờ này cũng là 2 giờ mấy gì đó cô chú anh chị. Cơm đi. Nhà vườn là vậy đó cô chú anh chị. Sòi cái gì vườn cây trắng. Phía bên đó là ruộng nha. Đi thẳng qua đây nữa là 2 chiến nè. Cái này chiến có khách nữa chứ gì. Hai chiến này có khách lại à. Hai chiến luôn hả? Bữa nay nữa được không nữa chưa? Nhiều đây thấy vậy chứ cũng cỡ 40 ký rồi. 40 ký. Bây giờ có xe gùa đẩy khỏe nha. Thôi hồi đó giá cũng chết luôn. Giờ có chiếc xe gùa. Chào chào. Lại dọn cơm ăn miếng nha cô chú anh chị, giờ là cũng trễ rồi đó. Bữa nay thì hôm ngày cũng lâu quá rồi không có quay bẻ sòi cho cô chú anh chị xem. Hôm nay cũng quay lại ăn clip ha. Chứ ngày mai thì các gia đình cũng tranh thủ bẻ xong rồi kiếm gì quay tiếp. Bẻ sòi thì cũng nó cũng như thường kỳ thôi, không có gì mới mẻ hết. Thấy sòi của rồi sạch đẹp không? Da nè nó trắng nõn, trắng nà. Nó trắng nè, thấy không? Cái đầu giống một cọng. Nó có trắng. Thì anh hồi đó anh bị anh không có trắng nên được anh hối hận anh phải xịt nè. Đồ của anh phải trắng gì đó mới chuyện. Thấy không? Anh không được trắng rồi đúng ra giờ anh phải lo cho em trắng.
gài nữa, cái nhà gài. Dạ. Thôi ăn cơm nè, uống đi con. Gọt xài. Ta cứ xài là mùi gọn con. Má mà đi. Ừ, chị nói đi ra chị bẻ mấy trái chuối chỗ bên hông hè ngoài đó. Bẻ mình trái cái này gì sắc xài sống nghe chấm không đi thủ qua bông chúng nó là sắm nữa là nó đụng hả? Ôi có nhiều lắm đây nè, rồi dưa môn nè, rồi dưa mắm nè, dưa mắm này ha, chan nước đá vô húp anh nói gì chứ không, anh đừng không có hủ qua này nè, đắng hả, nó cứng thấy rồi, hủ qua này phải cứng nha, sợ anh nha không nổi quá. Dạ. Cái này à, bể nó xuống là ngon rồi. Để coi cái chế hết là thấy ấm rồi. Thấy cái ra giường mình ăn mấy cái món đồ khô này ngon lắm nè. Phóng chén, phóng chén. Đó nhưng cũng đúng. Ăn không hết rồi. Tuy là mấy cái món này nó đơn giản nhưng mà nhiều cô chú anh chị xa quê là nhìn cái phần thèm nha. Ở miền Tây mình thì ở chợ thì lúc nào cũng có bán. Miễn đây. Vừa mắm. Vừa hết nổi. Mà mình chấm khô chân này cũng không thua về mắm chân đâu nha. Dầm dầm ở cái miếng khô cái anh. Dầm dầm. À, mình cũng mời ở nhà nha, ăn mắm chân. Khô. Khô chân. Cá lồng lồng nữa rồi. Đã không? Là cả nhà nha, ăn cơm trưa với gia đình ngoài vườn. Đã. Tại vì chấm mắm chân là ăn hết sảy và bảy luôn. Trời chơi ớt rồi hả? Thôi thôi. Đã lắm. Mời cả nhà nghe. Cầm chén lên hứng. Nhiễu cho mình. Nổ lỗ tai nè. Ngon. Giấy rồi đưa cho ông miếng ăn giấy rồi. Đã rồi ơi. Không cay ăn mới ngon. Cay mới ngon. Không cay thì ăn mới ngon. Có gì ông khấu không? Nhớ mình mới ăn hủ qua này là lần đầu tiên luôn. Hương mời cả nhà mình ăn cơm ngoài vườn. Để giải miếng khô ra ha. Đậu gầm nó ngon, thịt, ăn với thịt. Giờ dít miếng ớt được rồi. Giòn. Giòn khấu đã thiệt chứ. Giòn lắm cả nhà. Đã không? Đẹp. Đã. Ngon. Lắm cái mà khó chết luôn hả? Ừ. Ngon nè. Miếng khô vậy vô đó mới ngon. Có dữ. Hôm qua nãy giòn lắm. Nhưng mà nó hơi cứng quá, hôm qua kia quá. Nó giòn nó mới cứng. Ở ngoài nó giòn. Ở trong nó hơi cứng răng. Cái này là đây. Vô cái. Chị thôi mình. Nó ngon. Cái gì chứ mình lâu lâu mình ăn mắm chưng cái khô chưng với bầm thịt thì thấy ngon ha. Con người nó ngửi được mùi mắm cái nó đảo 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 rồi. Mới mập nói chỉ là ăn đỡ 2-3 trái rồi thôi. Chứ này nó có 10 trái à. Mà mập ăn hết 10 trái rồi tụi em đâu có đâu ăn. Nam thấy là cô chú anh chị phải thấy. Ở ngoài này thì có mùi mắm hơi gùi nha cô chú anh chị. Mình anh xem thông cảm nha. Lòng lòng nó bày hoài vậy. Con mập ăn hơi vậy. Đỡ rồi. Ngon ngon ngon. Cũng giòn. Em có để tép mỡ nữa. Thịt nạc nó không ngon nha, mình chưng ba gọi nó có mỡ nó mới ngon. Thịt nạc xong không ngon đúng rồi. Ướt cái ớt vô. Bằm nó. Vậy đó chứ mời coi thèm nữa bà bác rồi chắc chắn là phải thèm rồi đó. Con thèm là bà bác phải thèm. Đậu gần nó ngon ha, nó giòn. Nó giòn, cái nào cũng ngon. Lâu ngon mấy này à. Đúng mà chấm là nó rút theo mấy cái lỗ này á. Mắm, thịt theo thịt, cá theo cá. Khô. Khô. Khô ngon quá nè. Khô có mặn không? Chúng ta có thùng nắm chân nữa ha. Ở vậy có con khô gì mà nó như... Không có hố mà nó bự mấy dài. Khô cá rửa. Cá rửa ha. Ừ. Dạ, hồi đó ba mẹ mua cái treo lên cái vàng nè mình có ăn cái mình cắt khúc, khúc à. Cũng bây giờ không có gì hết rồi dạ. Mà con nó cũng bự lắm nha, tội nghiệp hai món này lo món không bỏ này tội nghiệp vậy ngon anh nhớ nè món này này là cái gì dưa mắm dưa mắm đã của Hoàng Nam cho dưa mắm dưa môn giòn
Ngon. Mắm này ăn cơm bắt. Cái nước cơm á, cái nước cơm chan. Ngon. Đúng ra là mình đi ra vườn á, mình có canh mình ăn nó mới vô ha. Nhưng mà mình không có canh. Cái này thì mắm nó khô khô chân cả nhà, ăn nó bắt hơn. Vợ chồng mình thương lắm mình ơi. Chấm ăn đã anh chào, nó chua chua chua. Chua. Kèm vô mấy bà rồi cũng béo béo. Chị thấy món đậu rồng. Đậu rồng bắt ăn bắt hơn á, bắt nhất luôn á. Anh thấy món nào cũng bắt á. Mong là qua cái video này những cô chú anh chị mà mình không ăn được mắm mình xem cho mình ăn được mắm luôn nha. Cái sao mà đặt tự nhiên đặt nó tên con mắm ta. Thấy nó ương cái thằng mắm. Để làm mắm là bắt buộc phải ương này cô chú anh chị. Ương nhưng mà người ta có cái công thức để người ta làm cho cái con mắm nó ngon. Nó có cái màu vị nó không phải thúi. Không còn lấy tên nào đẹp đẹp đặt cho nó sao đặt con mắm. Mắm là xấu nhất lên rồi. Thấy anh về em sạch Google. Không coi tại sao lại là con mắm. Em mới phát hiện một cái sự tích. Là ngày 8 tháng 3 rồi. Tại sao mà trẻ có ngày 8 tháng 3 có ai biết chưa? Sao? Hả? Ok. Có nghĩa là một cái anh chàng đó gặp được một cô nàng. Gì kêu sao đòn gì đòn gì dung hậu đó liệu công ngon dung hạnh công ngon dung hạnh. Vừa hiền vừa giỏi mà vừa đẹp cái gì cũng được hết á, nhưng mà về sống với anh đó là rất là chiều chuộng, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà chỉ có một điều là xin chồng là xin vắng nhà một ngày với một đêm, làm mỗi một năm như vậy đó. Người chồng lúc đó là thương quá nên là hứa, nhưng mà tới ngày á vợ đi á, thì chồng lại cảm thấy lo lắng và nghi ngờ lung tung. Tại sao năm nào cũng tới ngày đó là vợ cũng phải đi rồi tới sáng hôm sau mới về. Cái đâu cũng mấy năm trôi qua đó, chồng không có kiểu như không đè nén được á cái điều suy nghĩ á, cho nên là lén đi theo vợ. Theo vợ đi tới cạnh bìa gừng đó, tự nhiên vợ đi vô cái bụi cây, cái vợ nó mất tiêu. Chồng mới bò lại coi thì thấy con rắn hổ mang á, nó đang nằm nó dãy dụa, nó lột vỏ. Chồng không dằn được cái cho dao chặt rắn. Cái vợ hiện nguyên hình lên là nằm trên vũng máu á. Cái vợ đâu có cứu được đâu, gợn vợ chết. Cho nên là từ cái chỗ đó là kiểu như là cái chuyện cổ tích là ông cha của mình là hồi xưa có lỗi đó, cho nên là cái ngày lấy cái ngày 8 tháng 3 là của cái ngày con rắn chết đó, là ngày đó là kiểu như là ưu tiên cho phụ nữ mình. Ngày đó muốn làm gì làm, kiểu như giống như chuộc tội vậy đó. Chị mới coi hôm qua. Nghe kể mà nghe chị coi mà chị rớt nước mắt luôn á trời. Vậy là mình làm mấy ngày đó cũng cho mấy bà cũng đâu có hay gì đâu. Kiểu đâu như là cực khổ vậy đó. Kiểu như là cái ngày đó đó là kiểu như là ngày thường sống với chồng con bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu áp lực rồi này kia đó là đè nén hết. Là chỉ có cái ngày đó là đi lột vỏ để dùng dãy cho nó ra hết cái nọc độc á. Rồi cho sau khi cái ngày đó về là cô vợ lại tiếp tục chịu chuộng chồng, là yêu thương chồng con, là nhịn nhục hết, là đợi chờ một ngày đó đằng đi dãy bỏ. Như là có cái có tâm sự gì là cũng cái ngày đó là bộc lộ ra hết. Nhưng mà bữa đó hai mập với ốm làm là hai bà cừ luôn, không có bộc lộ ra gì. Chặt cho con cái thì cứ bộc rồi chưa rồi rồi tôi ăn. Cái này mình bẻ tầm cái mấy bữa nó hết chưa? Cái tháng 5 tháng ngày đó. Tùy theo cô chú ủng hộ. Mua nhiều thì bẻ nhiều, bẻ mau hết. Sắp tới đây là gia đình Nam có những chuyến đi là quay cảnh mới cho cô chú chị xem nhiều lắm nha. Dán cho xong đợt xài này. Dán lại xong rồi nhóm cũng đi quay đổi cảnh cho cả nhà mình xem. Thật ra thì ở đây thì nó chỉ có nhiều cá, nhiều tép đó thôi. Mình quay hoài thì cũng có nhiều khi cô chú coi cũng nhàm á. Đi đổi cảnh. Phải đợi hết nha, vụ xài mới đi được nha. Để mình đi cái nhà nó chín nó rụng uổng. Tình trở lại đây thôi. Đi đi làm ông bác hai. Trước tiên thì mình đi thăm bác hai trước. Xong rồi mình mới đi cái chuyến đi là vượt qua ba tỉnh nè. Bản đồ Việt Nam đi đó, mặt cuối bản đồ. Cuối bản đồ Việt Nam. À, cả nhà hiểu rồi đó, em biết đâu rồi. Ê, cái trái đậu gồng mình ăn hồi nó béo béo. Phải ăn một số biết.
nó mềm. Trong nó mềm. Dễ. Không ăn này chào. Đây em ăn ăn lấy vợ. Cô chú anh chị mà cái dưa muối này á, cái dưa muối á mà mình làm rồi mình để tủ lạnh ăn. Còn dưa môn sao mà anh mập cứ chấm hoài á. Nào, ngon á. Dưa môn chấm chấm cho mắm ít nhũ mủng hay nhũ nhiều quá. Chua. Bắt cơm đó. Món này bắt cơm rồi. Được quá. Hết rồi. Nè. Mỗi món nó ngon theo vị của nó. Bữa nay bé cỡ nhiêu ký không cha? Bữa nay bé gần 300 ký. Nhiêu đây cỡ nhiêu ký? 200 không? Chắc 200 ngoài mấy rồi. Cũng dễ bẻ cô chú anh chị, xòi to to không à, mình mấy lựa mấy trái vàng đầu á, giật hơi mà. Cái xài này dễ bẻ không, cái xài trong vườn trong kia. Xòi này nó lùng. Đây nào đây chứ, đây là ao ướt có một món mà đã giờ mình chưa hiện được. Cà phê à? Đi cà đá rồi, ok. Ừ, đá mình không có hoa cà phê ra uống được. Đá lạnh á. Ừ, đá lạnh được rồi. Đá đá đi. Không có đâu. Không mà, ăn hay uống có lạnh không? Không phải uống mỗi cùng trang. Cơm chăn cơm. À. Ăn dừa mắm chứ đâu. Ăn dừa mắm cơ, tại vì hồi lúc khúc đó em ở nhà ba mẹ ưa làm dừa mắm này, em ưa chan nước gì ăn anh. Lớp bỏ vô. À, mình nấu cơm củi á, mình chắc nước cơm. Đã giờ rồi mà không dám ăn, sợ cả nhà nói này ngốp định ăn nói gì vậy trời. Mì mà bỏ chao vô còn dám ăn mà. Món à, món này cả nhà mình thấy anh ăn vậy đó. Là cả nhà mình nghĩ là cái ký ức á, hồi xưa cả nhà có một số cô chú anh chị cũng có ăn gì đi ngủ nữa, chan nước lạnh, chan nước dừa, chan nước cơm, cái này tép gan mà mặn mặn ngon quá trời. Gan mấy cô chú lớn tuổi là mấy món này có ăn chưa, nhất là cái món dưa môn nè. Ừ, quá. Ừ. Dưa môn này hồi xưa là ăn nhà nào cũng thấy cũng có làm. Ta làm, tự làm. Vậy ăn cơm xong rồi mình vô thùng luôn hay sao? Vô thùng. Thôi gì để Nam cúp cái đi, Nam vô thùng cái xong rồi cái ủa ăn cơm cái xong Nam quay tiếp ha. Thì vô thùng sợ này kia chẳng chuyển vậy. Ở đây thì mấy anh em cũng vô thùng rồi cả nhà. Thì mỗi một thùng như vậy là ở dưới nó sống nha. Còn ở trên thì Hương đỡ vài trái xài nó sắp chín nè. Lên tới chỗ thì cô chú anh chị khui thùng ra thì cũng có vài trái chín mình ăn á. Hương không có để chín nhiều thì sợ đi xa rồi xe nó chở nó thảy mặn tay á, nó dập. Nên là mỗi một thùng thì Hương để một cái to vô nha, của ai rồi bao nhiêu ký. Vì nè mình không có sợ lộn. Bên đây cũng vậy luôn. Thùng này là 10 ký. Thùng bên đây là 15 ký. Vô chưa có rồi cái gì nhưng mà cũng mới để vô từng ngon ha, chứ xài này vậy chứ ở trong mình nó ướp ướp hết trơn rồi. Bên đây cũng vậy luôn, mấy thằng này thì 15 ký, cũng 10 ký, cũng 10 ký. Hôm nay mình chắc khoảng mười mấy thùng á cả nhà. Đây mấy thùng này cũng mới vô rồi nè, khoảng tầm 25 ký. Anh có nước mà anh để gì hả? Có nước nè. Dạ. Gần đủ cho anh mập. Mới có 10 thùng mà. Còn cũng cỡ 7-8 thùng nữa đó. 7-8 thùng chứ mình cũng một số bẻ đi Sóc Trăng nữa cả nhà. Uống nước dừa hả? Dừa ngốc. Có dao đâu chặt? Không có dao bự chặt đâu. Có dao nhỏ chặt cũng không ngon nè. Cái dừa mỏng nổi. Chứ dừa mỏng mọc liễu. Ừ. Mấy anh em cũng chở cái cần này thì anh Mập gửi xe để đi Sóc Trăng cả nhà. Nãy giờ Dương Út chạy chắc cũng cỡ 5-6 chuyến, cả chục chuyến rồi. Còn lại thùng Dương Út chở, còn anh Mập thì chở cái cần xé này nữa. Do là cái đường cũng khó chạy cho nên không có chở được nhiều, phải chở nhiều chuyến. Chừng đó là 30 ký. Chừng cái đó lại gấp. Ủa liệu là dính cái xe cho Dương Út kìa, đưa anh Mập qua chỗ đó, nó có cái xài ngã cả nhà nên là đi qua nó hơi khó. Thì Quy Déo hôm nay tới đây thì nhóm cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn cả nhà mình đã xem và ủng hộ nha. Hương chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe.
Hương xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.